Và để kiểm nghiệm được thì thầy mời các con uh, sẽ cùng thầy chúng ta cùng quan sát thí nghiệm sau. Đây, mời các con cùng quan sát thí nghiệm xem là có điều gì xảy ra với đoạn dây AB khi mà chúng ta tiến hành thí nghiệm ở đây là chúng ta sẽ đóng khóa K. Sợi dây AB là sợi dây này. Ở đây có hai cái thanh này, thanh này là thanh dẫn và cái thanh AB này cũng là một vật dẫn. Nên về nguyên tắc nó tiếp ở hai đầu A và B này thì nó có thể lăn trên cái thanh này. Và trong quá trình lăn đấy nó vẫn được tiếp điện. Và ở trong thí nghiệm ban đầu đầu tiên thì thầy đang để cực dương là ở phía bên tay trái. hướng ừ, các con nhìn, đây là dương này, đây là âm này. Và dương của vô à, dương của nguồn điện sẽ được mắc nối tiếp với một ampe kế rồi thông qua một biến trở rồi chạy về cực này, thanh này được nối với đầu A của thanh AB. Dòng điện sau khi đi qua thanh AB đi theo chiều này thì sẽ chạy sang bên này và chạy sang đây. Vòng về đây và có thể đi khóa K rồi trở về thì đấy là nếu ta đóng khóa K thì dòng điện sẽ đi chiều như vậy và bây giờ giả sử đóng khóa K và ta điều chỉnh cường độ dòng điện đến một giá trị hợp lý ta sẽ cùng quan sát xem là cái thanh AB này thứ nhất là có chuyển động không và nó chuyển động về phía nào nào chúng ta cùng xem các con nhé rồi thầy tiến hành đóng khóa K này đóng khóa K thì lúc này trong mạch có dòng điện này và dòng điện chạy theo chiều này chúng ta cùng quan sát lại này thầy đóng khóa K cái thì bắt đầu có dòng điện chạy qua đây và bắt